ngày 26 tháng 1 năm 1954, tại chiến trường Điện Biên Phủ, pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều đã ở tuyến xuất phát xung phong. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đến giờ rê. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng chỉ huy chiến dịch sau những đêm trăn trở và cuộc họp căng thẳng, đã quyết định thay đổi kế hoạch tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Quyết định thay đổi tác động đến tinh thần bộ đội rất lớn. Bộ đội ta phải hành quân ra vị trí tập kết ban đầu, tổ chức xây dựng lại công sự trận địa. Các đơn vị pháo binh cao xạ phải kẻ pháo ra. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, là một thử thách lớn đối với bản lĩnh, ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội. Song, khi được giáo dục quán triệt về chủ trương, ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội đã được củng cố và nâng lên. Đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ thay đổi phương châm tác chiến. Rằng việc thay đổi hướng đánh, thay đổi nhiệm vụ là có liên quan đến những cái quyết định lớn ở cấp chiến lược mà chúng tôi lúc giờ chưa rõ. Nhưng mà sau này sẽ rõ. Còn lúc bây giờ là quân lệnh như sơn. Thế đấy, cái tinh thần bộ đội ta lúc bây giờ như vậy, tin tưởng ở trên. Chính trị viên cũng phải đi xuống là động viên anh em là đây là cái mệnh lệnh của tổng tư lệnh, và chắc chắn rằng cái mệnh lệnh này có rất là có lợi cho chúng ta. Nếu mà chúng ta mà thực hiện nó đầy đủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ thắng. Thế nên lúc bây giờ ổn định bộ đội tư tưởng, bộ đội như rồi thì lúc bây giờ mới kéo quân ra. Bước vào chiến dịch, trước mỗi đợt tiến công, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được ta chú trọng. Trong đó tập trung bồi dưỡng nâng cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, khắc phục tư tưởng ngày khó, ngày khổ. Đặc biệt trong đợt tiến công thứ hai, cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt. Có những lúc đã xuất hiện tư tưởng tiêu cực. Đảng ủy và cơ quan chính trị các cấp đã kịp thời bám nắm, động viên chiến sĩ phát huy tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn. Liên tiếp chiến đấu dài ngày, dũng cảm hy sinh, quyết chiến, quyết thắng. Lúc đó là đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách là Bí thư Đảng ủy Mặt trận tập trung các đồng chí đại đoàn, phụ trách đại đoàn ấy, lên để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình mình, mở đầu cho cái cuộc tự phê bình và phê bình rất quan trọng ở giữa chiến dịch, rồi xuống đến các trung đoàn, các tiểu đoàn, nó có tác dụng rất to lớn là củng cố vững chắc thêm tinh thần, ý chí cách mạng tiến công của quân đội. Nhân tố chính trị, tinh thần đã tạo nên sức mạnh cho bộ đội, dân công và thanh niên xung phong phát huy trí thông minh, cần cù sáng tạo trong lao động, dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, hy sinh. Thực dân Pháp không thể hiểu nổi tại sao với đôi chân đi bộ, đôi vai gánh vác và những chiếc xe đạp thô, chúng ta đã chuyên chở hàng vạn tấn lương thực, vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu cần thiết đáp ứng nhu cầu của chiến dịch. Chỉ với cuốc xẻng, quân và dân ta đã tạo ra một mạng lưới giao thông hào, địa đạo với chiều dài hàng trăm km, bao vây siết chặt cứ điểm Điện Biên Phủ. Cái nhân tố chính trị tinh thần ở đây, nó xuất phát, có cội nguồn từ cái chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Mà khai thác được cái sức mạnh, cái truyền thống yêu nước này đấy, lại là một cái nghệ thuật của Đảng, của Bác Hồ. Đấy. Thì chiến dịch Điện Biên Phủ chúng ta đã khai thác được cái đề về vấn đề này. Cái chủ nghĩa yêu nước nó đã biến thành sức mạnh vật chất, cái tinh thần đó đã biến thành sức mạnh vật chất, nó huy động được cả dân tộc tham gia vào cuộc chiến đấu. 70 năm đã trôi qua, những bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là bài học về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần vẫn vẹn nguyên giá trị. Điện Biên Phủ chính là nơi hội tụ của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khẳng định vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết đánh và đánh thắng cho bộ đội.